Cùng tắm dòng nước Mekong, cùng chung cánh rừng bát ngát. Câu ca ấy, lời bài hát ấy cứ như vang vọng, ngân nga. Nó càng đặc biệt thiết tha khi trong những ngày nhân dân hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia, cũng là những ngày mà nhân dân Campuchia đã 39 năm thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot. Mùng 7 tháng 1 năm 1979, mùng 7 tháng 1 năm 2018. Biết bao ân tình, ơn nghĩa sâu nặng đã gắn kết hai dân tộc có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa cũng như địa lý này. Nắm tay nhau về nơi trang chứa niềm tin, hòa chung câu ca, bài ca yêu thương đồng loại. Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Nhân dân hai nước là anh em gắn bó, chia ngọt sẻ bùi. Thiên nhiên nhân hậu đã cho dòng Mekong chảy qua hai nước, tưới mát cho những cánh đồng lúa bát ngát dọc đôi bờ, mang cá tôm nuôi dưỡng con người, làm nên cuộc sống trù phú của nhân dân hai nước. Dòng Mekong cũng chứng kiến mối tình hữu nghị đoàn kết keo sơn giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Campuchia ngày càng phát triển. Ngược dòng thời gian, 50 năm trước, ngày 24 tháng 6 năm 1967, đã đánh dấu sự kiện quan trọng, hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, khi nhân dân Việt Nam còn đang trong giai đoạn đấu tranh khốc liệt chống giặc ngoại xâm. Đây là sự ủng hộ có ý nghĩa cao cả của Campuchia đối với nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng và thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện này cũng khẳng định sự ủng hộ chân tình của nhân dân Việt Nam đối với cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, nền trung lập của Vương quốc Campuchia do cựu quốc vương Norodom Sihanouk đứng đầu. Vận mệnh đã đặt mối quan hệ Việt Nam-Campuchia vào những bước lịch sử thăng trầm, nhưng có thể khẳng định đó là một trong những mối quan hệ đặc biệt. Sau chiến thắng năm 1975 thống nhất đất nước, vừa để giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, vừa giúp những người dân anh em thoát khỏi nạn diệt chủng, những đơn vị tình nguyện Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả. Trong hàng chục vạn người Việt Nam thực thi sứ mệnh thiêng liêng ấy, có biết bao người không trở về, biết bao người đã để lại xương máu trên nước bạn, trong đó có những người con Hải Phòng. Đã gần nửa thế kỷ trôi qua, nhưng trong ký ức những cựu chiến binh quân tình nguyện, thời gian sống, chiến đấu, công tác trên đất bạn vẫn luôn là khoảng thời gian vô cùng đáng nhớ. Mỗi dịp được gặp nhau, trò chuyện về những năm tháng cùng chia ngọt, sẻ bùi, anh dũng chiến đấu hy sinh, mỗi cựu chiến binh quân tình nguyện như được sống lại một thời gian khổ, đầy tự hào về cuộc chiến chính nghĩa, về tình cảm gắn bó máu thịt, thủy chung giữa quân đội, nhân dân hai nước. Với họ, đó là kỷ niệm không thể nào quên. Trong cái thời gian mà hoạt động ở bên Campuchia, thì chúng tôi thấy rằng tôi đã cùng với sư đoàn là như vậy, tức là thành lập các cái tổ đi cùng với lệ quân y của sư đoàn là đi phát thuốc, rồi là như vậy, tức là đi cứu đói cho nhân dân Campuchia cái thời kỳ đang đầu tiên. Chúng tôi là những người là chiến sĩ đã từng có tham gia cuộc giải phóng miền Nam, và tôi là một trong những người được tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Và sau khi chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng thì đất nước chúng ta được thống nhất. Và ai cũng nghĩ là đất nước Việt Nam ta không còn bóng kẻ thù. Nhưng không ngờ năm 1977, tức là trước cái bọn phản động của Pol Pot En Sari, cho nên là nó tràn quân sang ở dọc biên giới Tây Nam, nó giết đồng bào của ta. Chính vì vậy cho nên quân đội nhân dân Việt Nam một lần nữa là theo cái tiếng gọi của Đảng, thì cũng như Bác Hồ nói, giúp bạn giúp mình, cho quân đội chúng tôi, quân đội nhân dân Việt Nam cũng như là anh em chúng tôi hãy tiếp tục là sang làm nhiệm vụ quốc tế. Đi cùng cả nước suốt chặng đường dài lịch sử, Hải Phòng sớm trở thành địa phương tham gia và tham gia tích cực nhất vào quá trình vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt
Việt Nam Campuchia. Ngay từ những ngày đầu mới giải phóng, một số chuyên gia an ninh của Hải Phòng đã sớm có mặt tại thành phố cảng Công Pom Som. Đoàn chuyên gia với bộ khung là lãnh đạo Đảng, chính quyền, các sở ngành đoàn thể gồm 110 người, trong đó với 37 đồng chí là lãnh đạo, chuyên gia vừa giúp bạn khôi phục đất nước, vừa xây dựng chính quyền. Tháng 6 năm 1983, Trung ương đã quyết định thành lập Đoàn chuyên gia nhà nước Việt Nam của Hải Phòng sang giúp bạn. Đồng thời, đây cũng là thời gian thành phố Hải Phòng và Sihanouk ký hiệp ước hữu nghị hợp tác. Vào thời gian này, Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia thành phố Hải Phòng được thành lập. Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Thành ủy, Ủy ban dân thành phố Hải Phòng, thì chúng tôi là những chuyên gia và những đồng chí là quân tình nguyện Việt Nam đã tiếp tục đến Campuchia để làm nghĩa vụ quốc tế, giúp cho bạn xây dựng lại đất nước từ con số 0. Khi được điều động sang Campuchia thì những chuyên gia thì hoàn cảnh gia đình đồng chí nào cũng có những khó khăn, nhưng mà vì nghĩa vụ quốc tế nên là chúng tôi khắc phục khó khăn của hoàn cảnh gia đình và vui vẻ sang nước bạn để làm nghĩa vụ quốc tế. Thành phố Hải Phòng là thành phố phía Bắc duy nhất kết nghĩa với thành phố cảng Công Pom Som, tỉnh Sihanoukville, là tỉnh có cảng biển, nằm ở phía tây nam Campuchia, giáp vịnh Thái Lan, cách thủ đô Phnom Penh 264 km. Cảng Sihanouk là cảng biển quốc tế lớn của Campuchia, với diện tích hơn 100 hectare. Hàng năm có tới hàng nghìn lượt tàu vào ra. Sihanouk có hệ thống hạ tầng khá phát triển với đường quốc lộ, đường xe lửa và sân bay nối với thủ đô. Công nghiệp đặc thù của địa phương là những ngành như may mặc, giày dép và giải khát. Tỉnh có nhiều điểm du lịch, bãi biển đẹp nổi tiếng thu hút khách trong nước và quốc tế. Ngay từ sau khi thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác, nhiều đoàn đại biểu hai tỉnh thành phố đã sang thăm và làm việc nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước láng giềng. Ngày 31 tháng 10 năm 2010, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đã chạy thử và bàn giao giai đoạn 1 công trình Đài Phát thanh FM tần số 103,5 MHz, công suất 2 kW cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sihanouk. Tiếp đó, theo đề nghị của bạn về việc hỗ trợ hoàn thiện phòng cách âm của đài với số tiền 7.000 đô la Mỹ, thành phố đã chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng chuyển số tiền trên cho bạn. Cũng trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa hai bên, tháng 8 năm 2010, Hải Phòng đã đón 10 nữ sinh Campuchia sang học nghề tại Trung tâm dạy nghề của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng. Sau 5 tháng học tiếng Việt tại Trường Đại học Hải Phòng, các em đều có thể tự giao tiếp bằng tiếng Việt. Đây đều là những hạt nhân có thể tiếp tục đào tạo để phục vụ công tác đối ngoại, ngoại giao giữa hai quốc gia trong những năm sau đó. Tiếp đến, năm 2012, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cấp 2 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng một suất cho học sinh Campuchia. Đến nay các em đều đã tốt nghiệp ra trường. Dự án ươm mầm hữu nghị sẽ được quan tâm tiếp tục thực hiện trong những năm tới. Nhiều hoạt động như trao đổi đoàn, kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt là thông qua cơ chế gặp gỡ, liên hoan hữu nghị và hợp tác nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống, củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng với nước bạn Campuchia. Mỗi chuyến thăm là một sự kiện đáng nhớ, đánh dấu từng bước phát triển trong hợp tác quan hệ của Hải Phòng với Sihanoukville, Campuchia. Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị, các thế hệ lãnh đạo của các địa phương không ngừng vun đắp, phát triển cho quan hệ Việt Nam-Campuchia trường tồn và bền vững. Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ quý báu trong phát triển giáo dục, kinh tế bắt đầu được triển khai và thu hiệu quả. Đồng thời với các chuyến thăm đến Campuchia, Hải Phòng cũng cởi mở, chân thành đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn lãnh đạo trung ương và địa phương của Campuchia trong thời gian lưu lại Hải Phòng. Vào những dịp lễ Tết, sự kiện trọng đại của đất nước, thành phố như dịp Tết cổ truyền, lễ hội Hoa Phượng Đỏ, kỷ niệm ngày giải phóng Hải Phòng. Sự thăm hỏi, giao lưu gặp gỡ đã trở thành món quà ý nghĩa, khắc sâu thêm tình hữu nghị, gắn bó thân thiết giữa hai quốc gia. Ở phương diện ngoại giao nhân dân, hoạt động này ngày càng được đẩy mạnh
với vai trò nòng cốt của Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia. Hiện nay thành phố có 12 chi hội tại các quận huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Kiến An, Thủy Nguyên, An Lão, Hải An. Cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Campuchia với hơn 1.000 hội viên tham gia tích cực vào các hoạt động giao lưu văn hóa, đền ơn đáp nghĩa, thăm lại chiến trường xưa nhằm góp phần quan trọng nâng cao nhận thức và củng cố tình hữu nghị bền chặt vốn có giữa hai dân tộc. Những năm tới, công tác đối ngoại nhân dân với Campuchia vẫn được tiếp tục chú trọng bằng những việc làm thiết thực hiệu quả như tham mưu cho thành phố xây dựng chương trình hỗ trợ bạn trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, dạy nghề, phát thanh truyền hình, hỗ trợ xây dựng tuyến đường liên xã tại tỉnh Sihanoukville, chuẩn bị cho đợt bầu cử tại Campuchia vào năm 2018. Lớn nhất đó là hội thành phố chúng ta đã có một cái đoàn chuyên gia sang giúp bạn từ những năm 1983. Lúc đó thì bạn kinh tế, xã hội, rồi sản xuất cũng không có. Thế sau 5 năm giúp bạn để xây dựng, củng cố đảng, chính quyền, thế và khôi phục kinh tế, thì bạn dần dần khắc phục được khó khăn. Và điều đó chúng tôi thấy rất mừng. Thế và hoạt động của đoàn chuyên gia đã để lại một cái tình cảm và một cái sự kết quả trong cái hoạt động đối với thành phố bạn, và đến nay bạn vẫn ghi nhận điều đó. Và vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi là tham mưu giúp cho thành phố tạo ra những cái hoạt động gắn kết giữa lãnh đạo hai thành phố. Và đặc biệt là những năm 83, đồng chí Bí thư Thành ủy Đoàn Duy Thành đã quyết định xây dựng cho bạn một cái trụ sở ủy ban lúc đó. Thế rồi sau này chúng ta tiếp tục có những cái công trình và sự việc để giúp bạn. Thế và gần đây nhất là chúng ta sẽ xây dựng cho bạn một con đường liên xã. Năm 2017 là năm đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Campuchia, với nhiều sự kiện quan trọng của cả hai nước, mở ra triển vọng tốt đẹp cho sự phát triển bền vững trong những năm tới. Tin tưởng rằng Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Campuchia trong suốt 50 năm qua đã và đang tiếp tục truyền sức sống mãnh liệt vào việc duy trì và phát triển quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa hai nước lên tầm cao mới. Nhìn lại chặng đường lịch sử gắn bó phát triển trong suốt 50 năm qua, chúng ta có quyền vui mừng về những thành tựu mà nhân dân hai nước đã đạt được. Dòng Mekong vẫn hàng ngày mang nặng phù sa màu mỡ, chăm bón cho mùa màng của nhân dân hai nước tốt tươi. Dòng nước hiền hòa sẽ mãi mãi chứng kiến mối tình hữu nghị bền chặt, sắt son giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia. Tình đồng thắm hai dân tộc chúng ta.